Chưa được, xin cảm ơn Mỹ Duyên. Mỹ Duyên đã có lời cổ vũ dành cho Bùi Thế Khang. Hèn chi nãy giờ Thế Khang đến bàn Bình Lân Nguyên vài nha bé Duyên ơi. Na Trí, trước đó thì Na Trí đã tung ra một cú đá chạm vào sàn ngang khung thành của thủ môn Hữu Thịnh. Khánh Huy, không biết là lượt đấu này có người đặc biệt của Khánh Huy cổ vũ không các bạn. Na Trí vào. Một cú đóng xa sở trường của Na Trí, người con quê hương thành phố, sang bàn tỷ số 1-0 cho anh em. Cú đá vừa rồi là quá khó cho thủ môn Hữu Thịnh nha mấy bạn. Bóng đập đất đổi hướng luôn. Tấn kẹt bị Kevin. Na Trí. Bây giờ Na Trí muốn thực hiện một đường chuyền. Anh Tuấn, Văn Nhàn. Không được. Khánh Huy đã bắt bài. Khánh Huy trọng xuống mô. Tiếng hai, Lư Bảo Thiện đã khép góc an toàn, cũng khó có thể ăn được Bảo Thiện như tình huống đối đầu. 1-1. Ở lượt trận trước, người có thể gây khó khăn cho Bảo Thiện đó là Đạt Gattuso với bạn. Đạt Gattuso thì có thể hình còn giống như là hậu pháp, cũng không hề thua kém với Trọng Sumo ở lượt đấu này. Lư Bảo Thiện toàn gặp mấy đối thủ khó chơi thôi các bạn. Adani, anh Tuấn, Đinh Hiền, Adani, Na Trí. Bàn thắng của Na Trí được ghi vào phút thứ 10 của hiệp 1. Lỗi thuộc về Khánh Huy. Na Trí cũng mới vừa mang về bàn thắng sang bằng tỷ số 1-1 với một tình huống dứt điểm ở cự ly cũng gần như vậy nha mấy bạn. Đường chuyền dành cho Bảo Thiện, không phải Đinh Hiền là người xuất hiện nơi cột 2. Đinh Hiền Hữu Thịnh. Hữu Thịnh không can thiệp, có lẽ bóng sẽ đến được cái đầu của Anadi. Anh Tuấn, Na Trí, Quốc Bảo bị bắt bài. Khả năng đọc tình huống của các cầu thủ tiền vệ Nguyễn Phong khá tốt, như là Khánh Huy hay là Tấn Kiệt. Na Trí đi dài tiếp theo. Anh em không phối hợp nhỏ mà phối hợp vượt tiến. Lỗi lần này thuộc về Bảo Thiện cùng với Trọng Sư Môn. Trọng Sư Môn là cầu thủ đã ghi bàn thắng bao tỷ số cho các bạn. Đừng có để vẻ bề ngoài của Thanh Trọng lừa đánh lừa các bạn. Xin cảm ơn Lê Công Minh, cảm ơn Thúy Ngân. Vâng, người đặc biệt Thúy Ngân cũng có vũ cho anh Huy cố lên nha. Cú đá từ xa đến từ Khánh Huy. Chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại Khánh Huy trong màu áo băng ghế huấn luyện U19 Ice Cream Bến Tre. Na Trí chưa được. Anani rất là toàn diện nha các bạn. Nếu như mà phối hợp bóng bổng hay là bóng sạch thì Anani cũng có thể phối hợp tốt. Trọng Sumo, Trọng Sumo dưới đệm bằng chân trái, không thiên về tốc độ nhưng mà khả năng tì đè và những tình huống dứt điểm vừa rồi cũng giúp cho Thanh Trọng thi đấu tốt ở vị trí tiền đạo. Đinh Hiền, Anani, Minh Tuấn là người thể xác Anani, Na Trí, Đinh Hiền, chưa được. Nguy hiểm.
một đường, lẽ ra Thanh Nhàn đã thực hiện đường chuyền bóng sạch thì những người đồng đội dễ tiếp bóng hơn. Không được, đường chuyền tiếp theo là của Nati. Sức ép vẫn đang được anh em tạo ra về phía cầu môn khung thành của Nguyễn Phong. Tuy nhiên thì Trọng Su Mô vẫn đang là một trong những mối nguy hiểm. Anh Tuấn đã chủ động phá bóng trúng vào BK Vin. Đinh Hiền, sau những tình huống tranh chấp nảy lửa với đội trưởng của Nguyễn Phong bên lăng cánh thì bây giờ Đinh Hiền đã thi đấu hiệu quả hơn. Chúng ta nên tập trung vào việc đá bóng thì những người đồng đội sẽ dễ dàng hơn các bạn. Anh Tuấn, người theo sát An Na Đi vẫn là Minh Tuấn. Hữu Thạnh, hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được 15 phút, tỷ số đang là 1-1 trong cặp đấu giữa Nguyễn Phong và anh em trong khuôn khổ lượt đấu vòng bảng trong sumo. Bảo Thiện là cắt bóng. Với thể hình của mình thì trọng sumo khiến cho Bảo Thiện không chủ động tranh chấp 5 năm nhiều, mà đây Bảo Thiện chỉ cố gắng phá bóng trong chân của Công Trọng càng xa càng tốt các bạn. Trước trận đấu này đã diễn ra lượt trận đầu tiên của ngày thi đấu 17 tháng 12. Trọng sumo, Bảo Thiện, bóng đã chạm vào anh em FC đi ra ngoài. Trọng sumo cho rằng mình phải có một quả đá phạt. Quả phạt góc dành cho Nguyễn Phong. Anh Tuấn, Nati, B. Kevin, Khánh Huy, cú đá. Khánh Huy cho rằng bóng đã chạm vào thủ môn Thanh Hòa. Nati, chưa được, nỗ lực của Khánh Huy. Khánh Huy đang thi đấu rất quyết tâm. Nati, Tuấn Kiệt, Đình Trí, đây mới là Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt xin đi tự tin, không vào. Thanh Hòa là người hay hơn, người chiến thắng ở trong pha bóng vừa rồi. Tuấn Kiệt xử lý bóng rất dẻo nhưng mà cú đá bằng chân phải chưa đủ khó để chiến thắng được Thanh Hòa. Trọng Sumo đang nằm ở trên sân. Trọng Sumo đang cần sự hỗ trợ của sân sóc viên. Trọng Sumo nằm xuống là màn hình nó nghiêng qua bên luôn các bạn. Nếu như Thanh Hoa, đây, cú đá của anh Nani, đội trưởng anh em lại trúng vào hậu vệ và thủ môn của phía Nguyễn Phong. Hãy tiếc cho anh Nani. Bóng đã chạm vào Bảo Thiện. Quốc Huy là người vào thay. Cú đá đầu tiên của bạn Huy. Ban tổ chức đang quan tâm đến cái tên của cầu thủ Tri Bùi. Không biết là tên là Bùi Nati hay là tên Tri thôi mấy bạn. Mong rằng anh Tri sẽ cung cấp thông tin thêm cho bàn ghế của ban tổ chức. Văn Nhàn, người trẻ đây đó, đã có bàn thắng cho Nati. Mặc dù ban tổ chức vẫn chưa biết tên chính xác của anh. Trí Mồi, Quốc Huy, chưa được mấy bạn. Quốc Thanh Hòa bắt công hay là anh FC phải nhận nhiều hơn một bàn
với những cơ hội vừa rồi của Quốc Huy hay là Khánh Huy và cả Tấn Kiệt. Cú đá thứ hai của Quốc Huy sau khi được tung vào sân. Ở lần đấu trước thì Quốc Huy cũng đã thi đấu hiệu quả trên hàng công phía Nguyễn Phong. Đinh Hiền không hề có lỗi. Một pha tranh chấp hợp lệ của Đinh Hiền. Natri Văn Nhàn, Anh Tuấn, Đinh Hiền. Anh AFC đang chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn. Sau trận đấu này sẽ là cặp đấu giữa đồng chí FC và Điện Máy Xanh Lương Quế Dòng Trường. Tỷ số đang là 1-1. Lượt đấu giữa anh em FC cùng với Nguyễn Phong FC khuôn khổ những lượt đấu cuối của vòng bảng rồi các bạn. Natri không hề có một nỗ lực của Natri đã vô tình khiến cho hậu vệ của Nguyễn Phong đốt lưới nha. Hai một nghiêng về anh em cùng với đội trưởng Anadi. Trước khi ghi bàn thì Natri cũng đã tung ra hơn 3 cú đá, đặc biệt là tình huống dứt điểm trúng vào khung thành mấy bạn. Nếu như may mắn hơn thì Natri sẽ có hơn 1 bàn thắng trong hiệp 1. Với thế trận như vậy thì Nguyễn Phong sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh về nhân sự. Thanh Huy, một trong những mắt xích quan trọng, cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật, sẽ được khả năng cao được tung vào sân. Quốc Bảo là người được cho đang nghỉ, hôm nay cũng đã là một trải nghiệm tuyệt vời cho chân sút trẻ Quốc Bảo ở mùa giải năm nay. Văn Nhàn, Thành Huy, Quốc Huy, Quốc Huy và Bảo Thiện vượt qua được Bảo Thiện. Quốc Huy, Bảo Thiện đã thua bóng trở lại. Lỗi cùng với Trí Mùi. Khánh Huy. Vào. Hai điều cho Nguyễn Phong. Nhưng mà không biết bàn thắng này tính cho Bảo Thiện hay là Quốc Huy. Bàn thắng sẽ được tính cho Quốc Huy. Trước đó thì bóng đã chạm vào hậu vệ áo xanh, đổi hướng hạ gục thủ môn Thành Hòa mấy bạn. Thành Hòa phải bó tay ở bàn thua vừa rồi. Hai điều. Tất cả các trận đấu ở giải đấu Ronny Cup năm 2023 đều diễn ra vô cùng hấp dẫn các bạn. Khán giả và người hâm mộ có thể xem full giải đấu năm nay trên nền tảng. Siêu phẩm của Quốc Huy trong màu áo Nguyễn Phong FC khuôn khổ giải bóng đá Ronny Cup năm 2023. Quá đẹp mắt các bạn ơi. 3-2.
Thanh Hoa. Quốc Huy nói rằng tôi chỉ làm một lần, mấy bạn làm theo là được. Thanh Huy. Đây là Thanh Huy. Quốc Huy rồi Khánh Huy rồi Thanh Huy nữa nha mấy bạn. Rất là khó khăn cho cánh tay đắc lực của Lũng. Bảo Thiện. Đình Hèn. Đình Hèn đang quyết tâm vượt qua được bốn chiếc vàng. Đình Trí đã có bóng hợp lệ. Anh Tuấn. BKV lại thế. Không được, anh Tuấn đã có các bóng kịp thời. Vâng, anh em nào có thể edit clip vừa rồi lên đăng liền cho Quốc Huy đấy bạn. Tối nay lên xu hướng luôn Huy ơi. Đình Trí. Chưa được mấy bạn. Sau trận đấu này sẽ là sự trở lại của đồng chí FC cùng với Điện Máy Xanh Lương Quế Dòng Trơn. Đã có lỗi. Tổ trọng tài tình mafia và Trần Quốc Bảo theo sát các tình huống lắm nha mấy bạn. Tổ trọng tài này ở những giải đấu là không phụ thuộc vào những tình huống quay chậm nhiều. Hai ảnh có thể quyết định và đưa ra quyết định chính xác nha các bạn. Ở trong các tình huống. Song song đó thì hai trọng tài cũng có những lời giải thích cho các anh em. Hôm nay bàn ghế huấn luyện anh em đã có sự trở lại của có Thành Nguyễn. Bóng đã chạm vào hàng rào. Ăn đà đi. Bóng đã chạm tay một chiếc áo vàng. Tuy nhiên thì điểm đá phạt là sát với vòng cấm địa. Chỉ cần tiến thì một bước nữa là phạt đền nha mấy bạn. Chúng ta cùng chờ đợi xem Nguyễn Phong có làm hàng rào thành công hay không. Rốc góc sút là cực kỳ rộng nha mấy anh em. Chưa được. Hoàng Hồ Nguyễn Phong. Hàng phòng ngự áo vàng đã kịp thời bọc lót cho nhau. Và cả Thu Thành, Hữu Thịnh. Đình Trí đã bị đau sau khi tiếp đất. Cách cánh tay phải của Đình Trí đã chạm đất trước mấy bạn. Không có Đình Trí đổ người thì có lẽ là Nguyễn Phong rất nguy hiểm ở cú đá phạt vừa rồi. Bóng đã chạm vào một chiếc áo vàng đi ra ngoài. Quả vào góc tiếp theo. Không hề khó khăn cho thủ thành Hữu Thịnh. Tổ trọng tài yêu cầu sản xuất viên sẽ vào sân. Minh Hiếu sẽ đích thân vào sân hỗ trợ cho cầu thủ của mình.
Khánh Huy là người bị đau. Người lo lắng nhất cho Khánh Huy không phải là huấn luyện viên trưởng mà là Thúy Ngân. Xin cảm ơn Nguyễn Lữ Gia. Lâu rồi không gặp Lữ Gia, bây giờ Lữ Gia là người anh em của gà gần với Hào Nam mà xăm bít mình nữa bạn. Lữ Gia thưởng cho Thành Huy mỗi bàn thắng là 5 xị. À thưởng nóng 5 triệu nhưng mà không biết có uy tín không nha Lữ Gia. Thanh Hoa. Lỗi cùng với Anna đi. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt cho anh FC. Khánh Huy là người băng vào kịp thời. Đinh Hiền. Sau khi có được bàn thắng thứ 3 thì Nguyễn Phong FC muốn giảm nhiệt độ trận đấu. Ngược lại anh em đang nôn nóng tìm kiếm bàn thắng sang bàn tỷ số. Tướng Kiệt, Tướng Kiệt đã thực hiện đường chuyền sớm hơn. Và tỷ số 3-2 cũng là tỷ số của hiệp đấu thứ nhất. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Thể thao
trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần đất nào, yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Trong tay ra sân, cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Chúng ta cùng quay trở lại với sân Huy Phát của chị Lanh cùng với anh Quý để đến với những diễn biến chính của hiệp thi đấu thứ hai. Đây là lượt đấu, những lượt đấu cuối của vòng bảng giải bóng đá Rody Cup năm 2023. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Nguyễn Phong sau khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Ở trong hiệp 2 này, anh em sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải và sắc xanh sẽ là trang phục thi đấu của đội bóng này. Nguyễn Phong sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái và sẽ thi đấu trong đồng phục sắc vàng. Quốc Huy. Quốc Huy đã lập được một cú đúp dành cho mình. Thanh Huy cũng đã được tung vào sân phía anh em, không có gì nguy hiểm. Camilo. Không phải, Hữu Thịnh vẫn đang là người trấn giữ khung thành của Nguyễn Phong. Khánh Huy. Thành Hòa. Khả năng chơi chân của Thành Hòa cũng rất là tốt. Nguyễn Phong là đội đã có bàn thắng mở tỷ số đến từ pha lập công của Trọng Sưu Mô. Tuy nhiên thì sau đó ít phút không lâu, anh FC ghi hai bàn liên tục các bạn. Nhưng mà hiệp 1 khi thời gian đã bước sang nửa sau, Nguyễn Phong lại tận dụng khả năng chơi bóng tốc độ và đặc biệt là sự xuất hiện của Quốc Huy. Một mình chỉ số Quốc Huy đã ghi hai bàn thắng giúp cho Nguyễn Phong đang có một cuộc lội ngược dòng. Minh Tuấn. Quốc Huy.
quả đá biên cho Cung Mồi. Minh Tuấn, Thanh Huy, Bị Kevin bên xử lý bóng khá khéo léo, tuy nhiên thì cú đá vừa rồi đã chạm vào một giữa sân. Minh Tuấn, Trí Mồi, Thanh Huy, Anh Tuấn, Thanh Huy, Thanh Huy phía Nguyễn Phong là người phá bóng các bạn. Thanh Huy phía Nguyễn Phong thì mặc áo số 10, còn Thanh Huy của anh em thì mặc áo số 6. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu lối chơi kỹ thuật. Bước sang hiệp đấu thứ hai, Nguyễn Phong đã chủ động phòng ngự nhiều nhằm bảo vệ thành quả, cách biệt vẫn đang là một bàn. Tuy không nhiều nhưng mà cũng là đủ cho chiến thắng, củng cố vị trí ngôi đầu bảng sau khi các lượt trận vòng bảng khép lại. Thanh Huy đã phá bóng. Một mình Quốc Huy xoay trở trước và vòng quay ba chiếc súng áo xanh luôn các bạn. Anani tiếp bóng rất tốt. Cú đá. Trí Mồi đã kịp thời phá bóng hỗ trợ cho Hữu Thịnh. Sau trận đấu này sẽ là sự trở lại của đồng chí FC. Đã đâu không vào. Pha bay người đẹp mắt của Hữu Thịnh, tình huống đánh đầu rất tốt phía FC. Natri là người có pha đánh đầu vừa rồi. Đánh. Lần này thì người chạm bóng là Natri. Không thể chiến thắng, chưa thể chiến thắng được Hữu Thịnh. Quốc Huy. Vào. BKB sẽ nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Nguyễn Phong. Một pha dứt điểm rất nhanh. Natri. Trước khi mà BKB ghi bàn thắng thứ tư thì anh em FC cũng đã có hai cơ hội rất nguy hiểm các bạn, đặc biệt là pha đánh đầu của Natri. Trên hình ảnh đó là hậu râu cùng với ban ghế huấn luyện phía Nguyễn Phong. Không được. Còn đây là ban ghế huấn luyện phía anh FC. Hữu Thịnh phá bóng rất mạnh. Thành Hòa đã phá bóng an toàn. Tuấn Kiệt. Anani đã cứu được bóng. Và một góc tiếp theo. Natri. Cú đá. Nguyễn Phong mà có được lợi thế, ngoài việc thi đấu hiệu quả trên hàng công cũng phải nhắc đến nơi hàng phòng ngự nha mấy bạn. Thanh Huy. Minh Tuấn. Động tác giả hay của Minh Tuấn. Natri.
Minh Thắng. Natri. Quốc Huy rất chịu khó tranh chấp bóng và tạo áp lực cho hàng phòng ngự áo xanh. Trí Mồi. Tuấn Kiệt ở bên đây. Tuy nhiên hôm nay là Khánh Huy vẫn chưa thật sự bán duyên ghi bàn các bạn. Thời tiết cho Khánh Huy. Khánh Huy đã xử lý hay ở nhịp đầu. Xin cảm ơn Tân Didi La La. Đường truyền chủ sân Kingsport sẽ là cầu thủ được tô vào sân Ngọc Thiện. Đường truyền hay trước đó của BKV nha mấy bạn. Thanh Huy. Pha bóng vừa rồi Khánh Huy chỉ cần đá nhẹ là có bàn hả bạn. Khánh Huy đá quá mạnh. Hữu Thịnh. Người theo sát Anani kể từ hiệp 1 cho tới bây giờ vẫn là Minh Tuấn. Chốt chặn chắc chắn của Nguyên Phong. Và xử lý của Thanh Huy. Cọc 2 chưa được. Thành Hòa đã ôm gọn được đường truyền. Natri. Không có nhiều lợi thế cho Natri. Hữu Thịnh. Tỷ số đang là 4-1. Lượt trận vòng bảng giữa Nguyễn Phong và NFC khuôn khổ giải bóng đá Ronny Cup năm 2023. Giải đấu được sự tài trợ bởi nhãn hàng mỹ phẩm chính hãng Ronny cùng với chủ sân có nhân tạo Huy Phát Sang Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tỷ số đang là 4-2 các bạn. Thanh Huy. Cách biệt đã được rút ngắn còn 2 bàn các bạn. Hữu Thịnh. Quốc Huy. Đường truyền khá nguy hiểm cho BKV. Nếu như mà Minh Tuấn không kịp thời lùi về có lẽ là sẽ rất nguy hiểm cho khung thành phía NFC và thủ môn Thanh Hòa. Quả phạt góc tiếp theo. Độ tuổi trung bình của anh em FC có phần dày dặn hơn so với Nguyễn Phong. Thế lực là một điều đáng quan tâm trong trận đấu này khi mà thời gian trôi về nửa sau. Nguyễn Phong cũng đã vươn lên dẫn trước khi mà hiệp 1 đã trôi qua hơn 50% thời gian thi đấu chính thức. Chưa thể dứt điểm. Cơ hội dành cho Ngọc Thiện. Quốc Huy. Ban ghế huấn luyện của anh em FC yêu cầu theo dõi lại tỏ trọng tài coi thế này. Mấy anh em lui ra đi. Xây này là chân tụ bị ấy rồi, bị thất thế rồi. Hợp lẽ thôi, cái này em quay được rõ thì cho anh em coi nó dễ.
Rồi ra giải thích cho người ta gì đâu anh. Chơi vui vẻ thôi, quan hệ lên. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn sau khi tổ trọng tài chính tham khảo lại tình huống quay chậm kỹ vừa rồi. Tình huống quay chậm lại thôi nha các bạn. Một phần nào đó cũng giúp cho tổ trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Diễn biến trong trận đấu này rất nhanh. Hoàng Thanh là cầu thủ đội tuyển Bảo Sơn. Minh Phương cũng đã tung vào sân, cầu thủ mang áo số 16. Bảo Thiện không vào. Tình huống quay chậm vừa rồi cũng được phát trực tiếp trên nền tảng Facebook Gòn Airplay, các anh em FC có thể theo dõi. Tác động của hậu vệ áo vàng không có nhiều ở trong pha bóng của Ngọc Thiện bị ngã. Lần này lỗi thuộc về anh LC, Bảo Thiện đã tranh chấp với Quốc Huy. Lá bài tẩy của Nguyễn Phong đó là hậu râu rất là nôn nóng được tung vào sân mấy bạn. Thấy người đồng đội mà chưa ra là hậu nó năn nỉ từ hồi nãy giờ. Thanh Hòa đã đâu, hai pha cản phá liên tiếp. Cú đá cuối cùng là của Tuấn Kiệt bị Kevin. Không phải là vị trí sở trường của Thanh Hòa nhưng mà bắt rất là hay. Thủ thành chính của anh LC là Vũ Phong Huỳnh. Phong bò né các bạn. Và đội bị tiếp theo Khánh Huy chưa thể có bàn thắng. Đây là cú dứt điểm thứ hai trong hiệp đấu này đến từ Khánh Huy. Cơ hội trước còn ngon ăn hơn nữa mấy bạn. Đường chuyền của Tuấn Kiệt, đây là pha phản công cho cái hay chứ. Chưa thể có bàn thắng. Trí Mồi Cô Mồi đã bọc lót cho Hữu Thịnh sau tình huống dứt điểm của Ngọc Thiện. Chủ sân Kingsport Ngọc Thiện mới được tung vào sân ít phút nhưng mà đã có hai cơ hội. Lần này lỗi cùng với Khánh Huy. Cảm ơn Di Quang. Trong trận đấu này Khánh Huy ở trong hiệp 2 thôi các bạn, Khánh Huy đã có hai cơ hội rất ngon ăn. Minh Tuấn, Trí Mồi, Quốc Huy. Quốc Huy đã khá tự tin sau khi cầu thủ này đã lập được cú đúp trong hiệp 1. Hai bàn thắng của Quốc Huy đã giúp cho Nguyễn Phong vẫn đang là đội có được lợi thế trước ADAC. Natri đường trẻ bóng quá sâu của Natri. Hữu Thịnh bắt rất chắc chắn ở những pha bóng bổng nha các bạn. Lợi thế của Nguyên Phong ở trong lượt đấu này cũng phải nhắc đến công của hàng phòng ngự như là Minh Tuấn hay là Hữu Thịnh, ngoài các cầu thủ ghi bàn như là Quốc Huy và Tuấn Kiệt. Bảo Thiện, ADFC phải có những bài phối hợp nhỏ các bạn. Tổ đấu của Nguyễn Phong giữ cự ly tốt, không để lộ ra nhiều khoảng trống và đặc biệt là còn rất trẻ, thể lực sung mãn lắm nha mấy bạn. Khánh Huy, Tuấn Kiệt bị Kevin. Cú đá cao về tên. Trời đất. Khánh Huy hôm nay có đem phép thôi không em? Hồi trận trước là Khánh Huy hết phép mấy bạn. Anadi ngày hôm nay được sự chăm sóc rất là kỹ lưỡng của hậu vệ Minh Tuấn nha mấy bạn. Theo sát Hoàng Ân như là hình với bóng.
Điều này cũng khiến cho sức mạnh trên hàng công phía anh em giảm đi nhiều, khi mà Anani đã chưa thể thi đấu tốt được mấy bạn. Không có nhiều khoảng trống cho Anani. Mỗi khi cầu thủ này tiếp bóng là lập tức một hai chiếc áo vàng ập vào, chưa kịp xử lý luôn các bạn. Bàn ghế huấn luyện của Nguyễn Phong đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ của mình. Quốc Huy chưa được. Tuấn Kiệt đã để bóng bật ra hơi xa. Khả năng cao là lá bài tẩy của Nguyễn Phong sẽ được tung vào sân mấy bạn. Ngọc Thiện, Minh Phương, Nati, Anani. Góc dứt điểm của Anani cũng tương đối hẹp. Tuy nhiên nỗ lực vừa rồi sẽ mang về quả đá phạt góc. Sự thay đổi người tiếp theo, lá bài tẩy hậu râu là cầu thủ được tung vào sân. Những tràng pháo tay cổ vũ liên tiếp đến từ bàn ghế huấn luyện. Đá đâu vào vào vào. Lá bài tẩy vào sân thì mọi chuyện đã khác rồi các bạn ơi. Ngọc Thiện sẽ đúng với tỷ số còn 3-4 cho NEC. Một sự thay đổi cực kỳ hiệu quả của bàn ghế huấn luyện Nguyễn Phong cho đối thủ. 3-4 các bạn. Tuy nhiên cũng không thể trách được hậu râu, đó là một pha chọn vị trí và bật cao tốt của Ngọc Thiện. Mấy anh em đừng tạm lực để hậu râu dễ đá các bạn ơi. Ở trong sân mà mình quê là mình khó đá lắm các bạn. Quang Huy. Đây, đây. Vào, 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 vào. Hai người đồng đội Quốc Huy và Thanh Huy sẽ chuộc lại lỗi lầm cho lá bài tẩy hậu râu. Vui lên đi hậu ơi. Năm ba các bạn. Khang Milo sẽ là người vào thay cho Hữu Thịnh. Tấn giữ cầu môn cùng thành của Nguyễn Phong. Cách biệt lại tiếp tục trở lại thành hai bàn. Điểm đáng chú ý trong trận đấu này là lá bài tẩy hậu râu các bạn. Bảo Thiền, một trong những pha dâng cao hiếm hoi của hậu vệ Lưu Bảo Thiền. Minh Phụng cũng sẽ sớm được từ bờ sân phía NEC. Đội nhà đang có phần thất thế. Sự góp mặt của Minh Phụng sẽ giúp cho anh em FC có thể hy vọng cho kết quả tốt đẹp hơn. Khá nguy hiểm. Vẫn không vào. Hoàng hôn Thanh Hòa. Thanh Hòa đang níu kéo lại thế trận cho anh em FC. Vâng. Bây giờ hậu râu mất tự tin luôn mấy bạn. Hồi nãy giờ năn nỉ vô, bây giờ vô sân không dám đá. Thanh Hòa thì là buồn quá đi hậu ơi. Anani không hề có lỗi mấy bạn. Ngọc Thiên cụ ra chân khá căng bằng chân trái của ông chủ sân Kismot. Sau trận đấu này sẽ là sự trở lại của ngôi sao chợ giữa thành phố Bến Tre Anduro. Minh Phụng là người bào thay cho Bảo Thiện. Trong áo của đồng chí FC. Quá Huy. Minh Phụng, Quá Huy. Chưa được, có đến 3 hậu vệ của anh em mới bắt được Quá Huy nha các bạn. Chưa được. Bóng đã chạm vào Minh Tuấn.
Tỷ số đang là 5-3. Lượt đấu vòng bảng giữa NLC và Nguyễn Phong, khuôn khổ giải bóng đá Ronny Cup 2023. Giải đấu được sự tài trợ chính bởi nhãn hàng mỹ phẩm chính hãng Ronny, cùng với chủ sân có nhân tạo Huy Phát, xã Cánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mỹ phẩm Ronny của anh Nguyễn Hải Lâm, còn sân Huy Phát là của anh Quý cùng với chị Lan. Minh Phụng là người chạy bóng cuối cùng. Quốc Huy, Thành Huy ở bên trong. Thành Hòa đã đọc được tình huống vừa rồi. Ngọc Thiện, anh Ngọc Thiện vào sân đã thổi vào một làn gió mới trong lối chơi của anh FC. Và Ngọc Thiện cũng đã có được bàn thắng cho mình. Thành Huy, đường chuyền dành cho Minh Phương. Minh Phương và Minh Phụng là hai sự bổ sung. Ngọc Thiện, Minh Phụng. Quốc Huy đã có vẻ bị đau sau tình huống trước đó. Kha Milo, trọng tài buộc phải dừng trận đấu khi mà Quốc Huy vẫn chưa thể đứng dậy. Sản xuất viên Minh Hiếu tiếp tục vào sân để hỗ trợ cho Quốc Huy. Chiếc thẻ vàng. Nguyễn Phong cũng không cần phải quá căng thẳng các bạn. Đội bóng này đã có được một chiến thắng ở lượt trận trước. Nếu như chỉ cần hòa ở trận đấu này, Nguyễn Phong cũng sẽ lọt vào vòng trong. Ngược lại, anh FC phải có được một chiến thắng ở lượt trận đầu tiên đã bị trắng tay. Bóng đã chạm vào sân ngang. Sự quyết tâm của NLC cũng cho thấy được đội bóng này vẫn chưa muốn dừng lại ở đây, ở lượt đấu vòng bảng. Tuy nhiên đã để sảy chân ở lượt đấu trước, nên trong trận đấu quyết định này anh em FC phải thi đấu quyết tâm hơn, mới mong tìm kiếm được tấm vé vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên tỷ số hiện tại vẫn đang là 5-3, cách biệt đang là 2 bàn. Lỗi đá biên. Minh Phụng còn phải bình tĩnh là các bạn. ANFC đang gặp khó khăn mà các cầu thủ bị mất bình tĩnh rất khó để đá. Trí Mùi, Khánh Huy, đây là Thanh Huy. Chưa được. Hậu Nguyễn là người bào thai. Di Khang cũng là tụ bờ sân. À, Nhật Khang các bạn, em trai của Trọng Thái, Nhật Khang. Minh Phụng cũng có thể chia sẻ cho anh FC với cách biệt hiện tại thì áp lực đang đè nặng lên đôi chân của đồng quân áo xanh. Trí Mùi, Hậu Râu, đường căng bóng căng ngang khá tốt của Hậu Râu dành cho Nhật Khang. Nari xử lý bóng bình tĩnh. Minh Phụng, pha bóng chưa hiểu ý của các cầu thủ đến từ AFC. Thanh Huy,
Đây là lượt trận thứ hai của ngày thi đấu 17 tháng 12 năm 2023. Lượt trận đầu tiên đã diễn ra với sự góp mặt của Nam Hòa Phát và Vừa Rao Toàn Nguyễn. Ở trận đấu đó thì Vừa Rao Toàn Nguyễn đã vượt qua được Nam Hòa Phát và có được tấm vé vào vòng trong đội bóng của chủ tịch Tony Toàn. Ở lượt trận này, lượt trận thứ hai mà các bạn đang theo dõi, với tỷ số này, tỷ số 5-3 hiện tại thì Nguyễn Phong sẽ là đội chiếm ngôi đầu bảng với 2 chiến thắng. Anh em sẽ tạm nói lời chia tay nếu tỷ số này giữ nguyên nha mấy bạn. Tuy nhiên thời gian là vẫn còn. Cách biệt đang là 2 bàn. Nguyễn Phong nếu như giành được 1 điểm, 1 trận hòa cũng có khả năng vào vòng trong cao. Na Tri với 4 điểm. Thanh Hoa. Tuy nhiên Nguyễn Phong muốn tự quyết định số phận của mình các bạn, đặc biệt là vị trí ngôi đầu bảng. Thanh Hoa dâng hơi cao, rất hồi hộp các bạn. Bây giờ Nguyễn Phong không dâng đội hình mình lên quá cao nhằm bảo vệ thành quả và giữ gìn lực lượng cho lượt đấu quan trọng. Trí Mùi, Nhật Khang, Na Tri. Minh Phương. Lá bài tẩy là người cắt bóng. Ngọc Thiện. Thanh Huy đã đọc được tình huống vừa rồi, tiếp bóng bằng ngực. Khánh Huy pha xử lý hay. Vẫn là Khánh Huy vượt qua được 2-3 chiếc áo xanh. Và Khánh Huy rất là muốn ghi bàn các bạn. Nếu như trong tình huống vừa rồi thực hiện được chuyền cho Thanh Huy thì Thanh Huy sẽ dễ dàng kết thúc hơn. Tuy nhiên thì Khánh Huy rất là mong muốn có được phần quà ý nghĩa cho người đặc biệt của mình. Đó là Thúy Ngân. Trí Môi. Thanh Hoa. Anadi. Lỗi thuộc về Hậu Nguyễn. Về báo. Hôm nay cũng có cổ động viên đặc biệt của lá bài tẩy, đó là Hà My. Hà My mong rằng anh Hậu sẽ ghi bàn nha. Cảm ơn em Hà My. Quả đá phạt tiếp theo dành cho ANFC. Na Tri. Cú đá khá nguy hiểm. Na Tri chưa được may vàng ơi. Vâng, và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Chúng ta cùng gặp lại nhau sau ít phút nữa. Việt Nam với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn fair play. Yêu hòa bình và luôn luôn fair play. Yêu hòa bình và luôn...